Chiều ngày 22 tháng 2 tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội đồng xét tặng giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2020 tổ chức họp báo công bố 20 đề cử tiêu biểu vào vòng bình chọn trực tuyến. Anh Bùi Quang Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam chủ trì buổi họp báo. Năm 2020, ban tổ chức nhận được 154 đề cử thuộc 10 lĩnh vực: học tập, nghiên cứu khoa học sáng tạo, lao động sản xuất, kinh doanh khởi nghiệp, quản lý hành chính nhà nước, quốc phòng, an ninh trật tự, thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ và hoạt động xã hội. Tại phiên họp hội đồng lần thứ nhất, các ủy viên hội đồng phân tích, thảo luận, cho ý kiến và bỏ phiếu kín chọn ra 20 đề cử tiêu biểu nhất vào vòng bình chọn trực tuyến để lấy ý kiến rộng rãi trong đoàn viên, thanh niên và nhân dân cả nước. Vòng bình chọn trực tuyến các đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2020 diễn ra từ ngày 22 tháng 2 đến ngày 7 tháng 3 năm 2021 trên 12 cơ quan báo chí và một số website của các tỉnh, thành đoàn. Phương thức bình chọn: sử dụng một hệ thống bình chọn duy nhất, địa chỉ tainangtrevietnam.vn. Kết quả bình chọn có ý nghĩa tham khảo cho hội đồng xét tặng giải thưởng. Phiên họp hội đồng lần thứ 2 giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2020 dự kiến diễn ra vào ngày 8 tháng 3 năm 2021 sẽ quyết định 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2020. Lễ tuyên dương Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2020 và kỷ niệm 25 năm giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu dự kiến diễn ra vào ngày 22 tháng 3 năm 2021 tại thủ đô Hà Nội.